Chào mọi người, hôm nay chiều nay đi lại chỗ cũ câu cá thác lát tiếp mọi người. Giờ cũng năm mấy rồi, tối rồi, đánh đi câu chút lên mọi người. Chở luôn mọi người, năm mới chúc mọi người luôn bình an và sức khỏe nha. Đây vẫn câu ngồi dế mọi người. Điểm cũ mà ngay chỗ xã Hân Thạnh của Tân Phước bị déo rồi, có nói rồi nha mọi người, bữa nay mình nói lại nha. Kính 250 của xã Hân Thạnh Tân Phước rồi. Lên quá đã nái luôn mọi người. Wow, cá hết biết con cá luôn, khủng rồi. Ghê con cá. Ngon không? Đúng cũng ngon. Quá khủng à. Đuôi nó bằng cái thùng luôn à. Quá cá dịch sọc. Đĩa không à, lúc đi kia, lúc đi kia lên mọi người. Cũng được nha. Cái này câu ngon lành luôn, không bự bằng con nãy thôi. Đó, lúc mà lỡ sảy nữa. Ui. Đó, biển đó. Lúc mà lên nè. Quá bự rồi. Cỡ con nãy rồi. Đó, mọi người thấy không, vô để sảy đây, còn siêu phẩm không à. Đổi bên mọi người, bên câu hoài nhá nhé, đổi qua đổi lại cho dạng. Ghĩa ghĩa lắc lắc kéo nhẹ nó lúc ra đây.
thì hết mồi quá. Ít chen hết mồi. Ghế đá đời mới ăn chứ không có ăn mặn. Nhích nữa ghế nữa lúc cái đầy tính. À, nhả mất tiêu rồi. Ủi vô lắc lắc con ai mất tiêu. Mẹ đi tối rồi mấy chú ơi. Râu luôn đó. Dễ nhả luôn. Biết dễ nhả hết mồi luôn. Còn nhích nhích cho con mồi. Tốt cái đây. Cái vô biển thì được ra mọi người cầu tiếng hồ 5 giờ 6 giờ 6 mấy. Thôi các anh chịu ăn bự bự đã. Ngày nay ít được cái cá bự, còn nhỏ chích nha. Chào mọi người, 20 người cứ ghép khác mọi người.